tại khu vực trồng thử nghiệm tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa của tổ hợp tác xã nông nghiệp thương mại Hiệp Phát. Nấm linh chi đỏ đã có thể thu hoạch sau 3 tháng trồng từ phôi theo đúng kỹ thuật và chăm sóc hàng ngày. Đặc trưng của nấm linh chi đỏ là có giá trị cao, chất lượng tốt. Khi được trồng tại khu đất đã được khảo sát đảm bảo độ pH, độ phì và các điều kiện về độ ẩm, ánh sáng, nước, nấm đã đạt được chất lượng đầu ra. Lần đầu mà trồng cái nấm này á, thì chúng tôi cảm thấy cũng nghĩ rằng sợ là rất nhiều cái khó khăn và phức tạp về cái nấm, thời tiết cho đến và mọi cái. Nhưng mà bây giờ thì nói chung cái nấm phát triển cũng rất chi là thuận lợi và cũng đã có nhiều thương lái là đã đặt mua sản phẩm, chúng tôi cũng mừng. Sau 3 tháng kể từ khi ươm giống với các điều kiện kỹ thuật, 2.000 gốc nấm linh chi đỏ dưới tán rừng trồng đã cho thu hoạch và được bao tiêu sản phẩm toàn bộ ngay tại chỗ với giá trung bình 600.000 đồng 1 kg tươi. Sau đó, nấm sẽ được tiếp tục chăm sóc và tiếp tục thu hoạch thêm 2 lần nữa. Trừ đi chi phí, một sào trồng nấm linh chi đỏ của tổ hợp tác 9 thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại Hiệp Phát có thu nhập trên 100 triệu đồng một vụ, mở ra hướng đi mới để tiếp tục phát triển mô hình trong thời gian tới. Sau 3 tháng là trong thử nghiệm thì chúng tôi thấy mô hình khá thành công. Sắp tới chúng tôi sẽ là cố gắng tìm những cái nhà cung cấp cây con giống chất lượng để đem đến cho bà con. Và mình sẽ tìm những cái đầu ra ổn định để cho bà con phát triển kinh tế. Nấm linh chi đỏ là một trong những loài nấm có tính dược liệu cao và có rất nhiều hoạt chất có hàm lượng dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Việc thành công bước đầu trong việc trồng linh chi đỏ dưới tán rừng trồng và rừng tự nhiên tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa sẽ là tiền đề tốt, tạo cơ hội nhân rộng mô hình, góp phần phát triển kinh tế của các thành viên hợp tác xã trong thời gian tới.